Hola, nội xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại lên cho mọi người cái dòng hồ điệp lá biên chơi sau Tết. Cây khá là đẹp rồi. Đấy, cây này thì em chỉ bán cho mọi người với giá là 30.000 một cây thôi. Đây, màu hoa của nó thì em quay cho các bác xem này. Có hai màu là màu hồng kè và màu tím nhá. Đấy, lá biên rất là đẹp, chơi được cả hoa chơi cả lá. Hoa này nó là hoa lùn phân cành sai bông. Đó, có hồng kè với cả màu tím. À, hình thức cây thì đây, em cầm lên cho các bác xem này. Cây của nhà em thì cũng khá là đẹp rồi và thân lá rễ đều không lỗi gì. Đấy, thân lá rễ đều rất là khỏe. Cây này mình về chăm thì nó quá là dễ. Lá biên thì nó ít mầm bệnh lắm, chăm lá biên này nó dễ lắm. Đây, nhà em rất là nhiều. Đấy, không có cây nào nó bị hỏng hay nó bị sâu nấm bệnh hết. Đấy, dòng này nó rất là khỏe, khỏe cây nhá. Một cây này em bán là 30.000. Đấy, 30.000. Cái hàng này thì nó sẽ cho hoa vào mùa xuân. Đấy, Tết thì không kịp được nữa rồi. Đó, cây này thì phải đợt lạnh tiếp theo nó mới lên ngồng. Đấy, đợt lạnh tiếp theo lên ngồng thì nó sẽ cho hoa vào sau Tết nhá. Đấy, sau Tết mình chơi mùa xuân cũng được. Cây khá là đẹp, quan trọng là cái hình thức lá của nó rất là đẹp. Đấy, mình chơi cả lá cả hoa. Lúc mà có hoa thì mình chơi hoa nhá. 30.000 một cây. 10 cây thì em bao ship cho mọi người nhá. 10 cây em bao ship. Quá là rẻ rồi. Số điện thoại đặt hàng là 0974 702 106 nhá. 0974 702 106. Em xin chào mọi người.